Mỗi chúng ta ai cũng có một ước mơ của riêng mình. Ước mơ được hoàn thành ước mơ dở dang của cha mẹ. Ước mơ bước ra được khỏi vùng an toàn của bản thân. Ước mơ xây dựng được một tương lai tốt đẹp hơn. Ước mơ đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Ước mơ kiến tạo một hành tinh thông minh hơn. Ước mơ được sống trọn với đam mê của mình. Ban đầu đã có khá nhiều sự hoài nghi khi chúng tôi quyết định đưa các bạn thực tập sinh tham gia vào dự án, đặc biệt là ở các vị trí quan trọng. Tuy nhiên, sự thể hiện của các bạn trong suốt quá trình triển khai dự án cho tôi thấy đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Tại Advantech, các bạn sinh viên sẽ được tiếp cận và trải nghiệm với các công nghệ tiên tiến. Advantech luôn luôn chào đón các bạn sinh viên đến công ty và tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình.